Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Duy Tân Food. Bánh mì xíu mại là món ăn rất là quen thuộc của người Việt Nam. Nhưng nếu bạn ăn chay thì sao? Thì đây đã có xíu mại chay cũng không kém phần hấp dẫn đâu nhé. Để làm món xíu mại chay thì mình đã chuẩn bị đây là 500g đậu hũ trắng. Đậu hũ trắng này là mình đã thấm thật là ráo nước rồi nha các bạn. Và một chén nấm đùi gà đã được cắt nhỏ. Một chén củ sắn mình cũng cắt hạt lựu nhỏ luôn và đã vắt thật là ráo nước. Khoảng nửa chén nấm mèo và ngâm nở và băm nhỏ. Và hai trái cà chua các bạn cũng băm nhỏ luôn. Khoảng 2 muỗng canh bo rô và một số gia vị chay nhé. Trước tiên thì mình đem cái đậu hũ trắng này mình dùng nĩa mình nghiền cho nó mềm mịn nha các bạn. Đậu hũ này trước khi đem nghiền các bạn dùng khăn giấy thấm cho thật là ráo nước để khi làm ra cái viên xíu mại sẽ được chắc hơn. Sau khi đã nghiền xong á, các bạn cho đậu hũ ra một cái thau để mình dễ trộn các loại nguyên liệu hơn. Cho luôn một chén nấm đùi gà mình đã cắt nhỏ ra. Củ sắn mình đã vắt ráo nước rồi, cho vào luôn. Kế đó là nấm mèo. Và khoảng một muỗng canh hành bơ rô mình đã cắt nhỏ. Nêm vào một muỗng canh hạt nêm chay. Nửa muỗng cà phê muối. Một muỗng cà phê đường. Một muỗng cà phê bột ngọt. Một muỗng cà phê tiêu. Một muỗng canh nước tương. Và một muỗng cà phê dầu mè cho nó thơm nha các bạn. Thêm một muỗng canh tương ớt. Và một muỗng canh tương cà cho cái màu nó đẹp. Để tạo sự kết dính thì các bạn cho thêm 2 muỗng canh bột mì. Cái đó các bạn đeo bao tay vào rồi trộn cho cái nguyên liệu này thật là hòa quyện vào với nhau. Sau khi đã trộn xong cái nguyên liệu này rồi thì các bạn do từng viên canh vừa đủ một phần ăn á, đừng to quá cũng đừng nhỏ quá. Các bạn cho vào tay để cứ vậy mà lắc cho nó tròn lại á. Rồi cho vào sửng để mình đem đi hấp.
Cứ như vậy các bạn làm cho hết cái phần nguyên liệu còn lại. Xong rồi mình chuẩn bị một nồi nước sôi, mình đem đi hấp. Mình hấp khoảng từ 7 tới 10 phút tính từ lúc nước sôi nha các bạn. Giờ thì mình chuẩn bị làm cái sốt cà chua. Các bạn cho khoảng 2 muỗng canh màu dầu điều. Chờ dầu nóng cho cái bo rô dầu phi cho thơm. Khi bo rô nó thơm rồi các bạn cho cái cà chua băm nhỏ vào xào luôn. Cà chua này mình xào cho tới khi nó chín kỹ luôn nha các bạn, cho đến khi nó rục luôn. Trong lúc xào thì các bạn cho thêm một muỗng cà phê đường trong lúc này nha. Khi cà chua đã mềm rục thì mình cho thêm một muỗng canh tương cà và một canh tương ớt. Tiếp tục xào cái sốt này luôn. Sau đó các bạn cho thêm một chén nước. Nêm vào cái sốt này 2 muỗng cà phê hạt nêm chay. Một muỗng canh nước tương và một muỗng cà phê đường. Các bạn nêm nếm lại cho vừa khẩu vị gia đình mình nhé. Để cho cái sốt này nó sánh và đẹp hơn thì mình thêm khoảng một muỗng canh bột năng pha loãng. Bột năng hay bột bắp gì cũng được. Các bạn nhìn thấy cái sốt nó hơi sền, nó hơi sánh lại. Nó hơi sánh là được rồi. Khi cái sốt này đã được rồi, các bạn nhớ tắt bếp và cho thêm một muỗng cà phê dầu mè nhé. Giờ thì mình có thể cho những viên xíu mại đã hấp vào đây luôn cũng được. Hoặc là nếu thích thì các bạn cho những viên xíu mại vào chén hoặc đĩa, rồi mình chan cái sốt này lên, đều được nhé. Xíu mại này thì mình ăn kèm với bánh mì sẽ rất là ngon. Hy vọng là món bánh mì xíu mại chay sẽ nằm trong thực đơn món chay của gia đình các bạn. Nếu thấy thích nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.